Liên đoàn Lao động phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ đã tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho 110 học viên là cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên trong các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm. Các học viên được nghe báo cáo viên phổ biến kiến thức về nhiệm vụ của an toàn vệ sinh viên là có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn mọi người nâng cao nhận thức về bảo hộ lao động và chấp hành tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, tiêu chuẩn và phương pháp hoạt động của an toàn vệ sinh viên. Ngoài ra, lớp học còn phổ biến nâng cao kiến thức về những yếu tố nguy hiểm trong tai nạn lao động, các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động. Năm 2021, toàn quốc xảy ra 6.504 vụ tai nạn lao động, làm chết 786 người. Tại thành phố Cần Thơ xảy ra 31 vụ, làm chết 2 người.